Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi chúng ta sẽ chia tay năm cũ Giáp Ngọ để đón xuân mới Ất Mùi. Và điều này cũng có nghĩa là chỉ còn ít ngày nữa thôi, chương trình Khai hội Văn hóa Du lịch năm 2015 sẽ chính thức bắt đầu, mở ra một năm mới nhiều hứa hẹn cho ngành du lịch nói riêng, cũng như sự phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Nhìn lại chặng đường 8 năm kể từ khi được triển khai, chương trình Khai hội Văn hóa Du lịch đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu, đó là định hình được chiến lược phát triển cho ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong từng thời điểm. Và trên hết, đó là tạo dựng được một dấu ấn riêng cho ngành du lịch vào mỗi độ xuân về. Đó cũng là nội dung chính mà chuyên mục du lịch hôm nay đề cập đến. Tháng 12 năm 2006, siêu bão Durian tràn qua Bà Rịa Vũng Tàu khi ngành du lịch địa phương đang nô nức chuẩn bị cho đợt cao điểm đón khách lớn nhất trong năm, đã tàn phá nặng nề hệ thống hạ tầng của ngành du lịch. Làm thế nào để có thể việc dạy ngành du lịch đã gần như tê liệt vì bão trong một thời gian rất ngắn? Đó chính là vấn đề nan giải nhất của tỉnh trong thời điểm ấy. Trong bối cảnh đó, ý tưởng tổ chức chương trình khai hội văn hóa du lịch như là một hoạt động mở đầu cho xuân mới đã ra đời. Được tổ chức lần đầu tiên vào đầu xuân 2007, chương trình khai hội văn hóa du lịch được kỳ vọng sẽ là một cú hích cho hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Với việc đưa ra chủ trương và đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình khai hội văn hóa du lịch, một chương trình được tổ chức với quy mô lớn, có thể nói lãnh đạo tỉnh và hiệp hội du lịch đã cơ bản thành công trong việc vực dậy tinh thần cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn, vốn đang hết sức khó khăn vì hậu quả của bão Durian. Thực tế mà nói, cách làm này không hẳn là một bước đột phá về giải pháp, bởi đây là kinh nghiệm, cách làm của nhiều quốc gia trên thế giới sau khi trải qua một biến cố lớn nhằm khôi phục nền kinh tế. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kỳ vọng từ kinh nghiệm này có thể tạo thành một dấu ấn cho ngành du lịch, và thông qua đó cũng để khẳng định với nhân dân địa phương, với du khách gần xa rằng Bà Rịa Vũng Tàu không đầu hàng, Bà Rịa Vũng Tàu đang gắng sức để vực dậy ngành công nghiệp không khói này. Đó cũng chính là sự năng động và linh hoạt của lãnh đạo tỉnh và những người làm công tác du lịch. Có mục tiêu mới, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch như được tiếp thêm sinh khí, càng thêm nỗ lực khắc phục, gây dựng lại cơ sở hạ tầng, sớm đưa hoạt động kinh doanh trở lại bình thường. Với những nỗ lực này, đến thời điểm khai hội văn hóa du lịch năm 2007 chính thức diễn ra, có thể nói ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đã gượng dậy một cách nhanh chóng, và chương trình khai hội văn hóa du lịch theo đó cũng trở thành thông lệ vào mỗi dịp xuân về Tết đến. Bà Rịa Vũng Tàu là một cái địa danh nhiều du khách biết đến. Nói đến Bà Rịa Vũng Tàu, ta sẽ nghĩ ngay đến thành phố Vũng Tàu, đến Long Hải, nơi phải có từ lâu là cái điểm du lịch của du khách gần xa. Sau cái sự kiện thiên tai năm 2006, hình ảnh của Bà Rịa Vũng Tàu là do cái cơn bão ảnh hưởng đến cái vấn đề phát triển du lịch, cho nên cái lượng khách đến Bà Rịa Vũng Tàu là nó không có nhiều. Để khơi lại hình ảnh của Bà Rịa Vũng Tàu là một cái địa danh du lịch, tỉnh quyết định tổ chức là cái đầu năm là phải tổ chức cái khai hội văn hóa du lịch để quảng bá cái hình Bà Rịa Vũng Tàu lại cho du khách gần xa, để biết được Bà Rịa Vũng Tàu là sẽ tiếp tục phát triển du lịch và trong tương lai là một trong những cái địa danh là góp phần vào cái việc là phát triển du lịch của cả nước, là cái điểm đến nằm trong cái kế hoạch quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hai cái địa danh mà được công nhận là cái khu du lịch quốc gia, đó là Côn Đảo và Long Hải Bắc Hải. Để có thêm thời gian cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng vốn đã bị thiệt hại nặng nề vì bão, một nhiệm vụ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, chương trình khai hội văn hóa du lịch đã chú trọng vào việc thiết kế một không gian nghệ thuật hoành tráng, được đầu tư dàn dựng công phu, vì nghệ thuật bao giờ cũng có tính hấp dẫn, và xét cho cùng trong bối cảnh bây giờ, đó là một giải pháp khả thi nhất. Và cho đến bây giờ, qua 8 mùa khai hội, chương trình nghệ thuật mừng xuân mới này có thể được xem là điểm nhấn của chương trình khai hội văn hóa du lịch của tỉnh. Cứ mỗi một mùa khai hội, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại chọn một chủ đề như là sắc màu của biển năm 2007, biển gọi năm 2008, âm vang phố biển năm 2009,
Tiếng vọng ngàn xuân năm 2010, Điểm hẹn của những chuyến tàu năm 2011, Bến cảng tuổi thanh xuân năm 2012, Khát vọng xanh năm 2013, Qua miền di sản năm 2014. Với nội dung được sân hóa, lồng ghép giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh, chuyển tải chủ đề của ngành du lịch và các sự kiện văn hóa lớn sẽ diễn ra trong năm. Qua 8 mùa khai hội, nhân dân địa phương và du khách đã phần nào có một cái nhìn toàn cảnh về đất và người Bà Rịa Vũng Tàu xưa và nay, về bức tranh của một vùng đất giàu về biển, mạnh về biển. Cũng thông qua chương trình nghệ thuật Mùng Xuân Mới được tổ chức vào tối mùng 8 Tết hàng năm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công bố luôn các hoạt động và sự kiện sẽ diễn ra trong năm. Đây cũng được coi như là một lời hứa với du khách về nỗ lực của địa phương trong việc tạo ra các điểm nhấn thu hút. Với các sự kiện này, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo ra cao điểm một cách chủ động, bên cạnh các điểm tuyên truyền chung của ngành văn hóa du lịch. Khai hội văn hóa du lịch cũng chính là cách làm thể hiện tư duy mới của Bà Rịa Vũng Tàu trong việc tự tạo ra sự kiện, dùng sự kiện để quảng bá du lịch. Điều này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và nhiều tỉnh thành trong nước biểu dương và đánh giá cao tại các buổi giao ban về du lịch trên cả nước. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và thực lực của mình, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tự tin đăng cai rất nhiều sự kiện và thông qua những sự kiện đó đã ít nhiều để lại ấn tượng đẹp cho nhân dân, du khách gần xa. Có thể kể ra như Giải Cờ Vua Trẻ Thế Giới 2008, Hoa hậu Quý Bà 2009, Lễ hội Ẩm thực Thế Giới 2010, Tuần lễ Văn hóa Việt Hàn 2012, các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Trong những năm qua thì khu du lịch Viền Đông rất là vinh dự được và tỉnh và thành phố chọn tổ chức các sự kiện. Thông qua các sự kiện thì giới thiệu cho bạn bè trong nước cũng như trên thế giới các cái sản phẩm dịch vụ du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cảnh quan môi trường du lịch Vũng Tàu, và ngoài ra thì phục vụ các cái du khách các cái dịch vụ đặc trưng của Bà Rịa Vũng Tàu với thiên nhiên ưu đãi như gió và biển. Đây là một cái cơ hội rất là lớn cho khu du lịch Biển Đông trong những năm tiếp theo để phát triển ngành du lịch. Cũng từ kỳ khai hội, một số lễ hội địa phương đã được nâng cấp thành sự kiện quốc gia, điển hình như lễ hội Nghinh Ông và Tục Thờ Cá Ông. Lễ hội Nghinh Ông có ý nghĩa vô cùng linh thiêng và quan trọng đối với người dân vùng ven biển, bởi cá ông chính là vị thần của biển, là chỗ dựa tinh thần của ngư dân mỗi khi gặp sóng to gió lớn. Hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền, thành phố Vũng Tàu, bà con ngư dân ở các làng cá đều tổ chức lễ hội Nghinh Ông, trong đó tiêu biểu nhất là lễ hội Lăng Ông Đình Thăng Tam. Lễ hội Nghinh Ông Đình Thăng Tam được tổ chức vào ngày 16, 17, 18 tháng 8 âm lịch hàng năm, với những nghi lễ độc đáo và thông qua đó, ngư dân gửi gắm ước mong về những chuyến biển thuận buồm xuôi gió đầy ắp cá tôm. Đây cũng là nghi lễ quan trọng nhất của ngư dân miền biển nói chung để tỏ lòng ngưỡng vọng và tri ân cá ông, vị cứu tinh theo quan niệm của những người đánh cá và làm nghề biển nói chung. Mặc dù lễ hội Nghinh Ông vẫn được tổ chức phổ biến rộng rãi từ vùng biển Thanh Hóa đến tận Kiên Giang, nhưng lễ hội Nghinh Ông và Tục Thờ Cá Ông của Bà Rịa Vũng Tàu được xem là lễ hội đặc trưng nhất, vì vừa mang phong thái chung của lễ hội dân gian Nam Bộ, vừa có đặc thù riêng của ngư dân địa phương. Bởi trải qua một chặng đường dài lịch sử, Bà Rịa Vũng Tàu luôn là vùng giao thoa, chuyển tải và ngưng tụ của quá trình hình thành, giao lưu và tiếp nhận văn hóa giữa Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Cũng chính vì vậy, từ năm 2000, lễ hội Nghinh Ông ở khu di tích Đền Thần Thăng Tam đã được Tổng cục Du lịch chọn là một trong 15 lễ hội lớn của cả nước, được xem là nét đẹp văn hóa tiêu biểu của ngư dân miền biển. Hàng năm lễ hội thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách thập phương tới tham dự. Cũng từ đây, Đền Thần Thăng Tam, nét đẹp văn hóa tiêu biểu của kiến trúc đình làng ở Bà Rịa Vũng Tàu, cũng được nhiều du khách biết đến hơn. Đến với Đền Thăng Tam là để biết thêm rất nhiều câu chuyện về lịch sử của mảnh đất Bà Rịa Vũng Tàu, từ cái thuở ông Phạm Văn Dinh, Lê Văn Lộc và Ngô Văn Huyền khổ công xây dựng nên ba làng thắng, tức thắng nhất, thắng nhì và thắng tam. Sau này thì năm nào mình cũng tới đây một lần, thì hướng dẫn viên thì đem khách tới đây thì khách mỗi lần qua đây tham quan thì thấy rất là vui, thì rất là ngạc nhiên vì có một bộ xương cá ông lớn như vậy ở cái chùa này. Theo mình thì lễ hội này nên làm cho nó hoành tráng một chút xíu, là mình gắn cờ này nọ ở Vũng Tàu cho nó đẹp một chút, để mỗi lần mình tới mình đều giới thiệu là có bạn này vào ngày 16 tháng 8
thì là tại vì nếu muốn gắn kèo nhiều hơn chút thì mình sẽ chỉ cho khách xem là đây đang diễn ra cái lễ hội như thế này. Đến Việt Nam đã vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi xem một lễ hội như thế này. Tôi thấy đây là nét văn hóa rất độc đáo của người Việt Nam. Tôi rất thích phần rước lễ, nó giống như một lễ hội đường phố vậy. Thật là náo nhiệt. Tôi đã đi theo đoàn rước đến đây để tìm hiểu thêm về nét văn hóa của các bạn. Nó có rất nhiều điều lý thú. Từ các kỳ khai hội văn hóa du lịch, một sản phẩm địch chỉ riêng có ở Bà Rịa Vũng Tàu đã được phục chế và tái hiện sống động. Đó là lễ hội bắn súng thần công, góp phần làm nên sức hấp dẫn của chương trình khai hội, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đón xem. Thực tế thì nghi thức bắn súng thần công đã được tổ chức tại Festival Biển 2006. Khi đó lần đầu tiên những khẩu thần công sau bao năm ngủ yên đã được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đánh thức bằng cách phục chế và cho phát nổ, tái hiện nghi thức bắn theo thời nhà Nguyễn. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong tỉnh, du khách trong và ngoài nước cùng các nhà khoa học lịch sử. Từ ý tưởng phát triển nghi thức bắn súng thần công thành sản phẩm du lịch, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cho nghiên cứu và đúc mới 3 khẩu thần công để bắn vào các dịp khai hội văn hóa du lịch. Ngoài việc thừa kế kỹ thuật và nghi thức bắn súng truyền thống, nghi thức bắn súng thần công còn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để chế tạo thêm các loại đạn để làm tăng hiệu ứng phục vụ người xem, như đạn tạo tiếng nổ, đạn giấy, đạn cầu sắt, đạn cầu lửa, đạn tỏa ra pháo hoa, đạn tạo biểu ngữ, khẩu hiệu, logo, cờ tổ quốc. Mới nghe được là quảng bá cái bắn súng thần công, cho nên hôm nay đã được xem tận mắt chứng kiến cái lễ hội là bắn súng thần công. Tôi cực kỳ ấn tượng với súng thần công của các bạn, quá hoành tráng, quá tuyệt vời. Nhân dân Việt Nam thật oai hùng, lễ hội của các bạn thật tuyệt. Tôi rất muốn được cùng vào chứng kiến thêm nhiều lần nữa về các bạn bắn súng thần công. Nói về những sự kiện đặc sắc trong các kỳ khai hội, không thể không nói đến Festival Diều Quốc tế. Sự kiện đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hàng năm. Bà Rịa Vũng Tàu với bờ biển dài, khí hậu ôn hòa là sân chơi lý tưởng cho loại hình nghệ thuật này. Đã thành thông lệ cứ vào độ tháng 4, tháng 5, Bà Rịa Vũng Tàu lại là điểm hẹn quen thuộc của hàng trăm nghệ nhân chơi diều đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Dẫu không cùng ngôn ngữ, văn hóa, dẫu khác biệt về giới tính hay tuổi tác, cánh diều vẫn có thể hòa nhịp mọi xúc cảm. Tại lễ hội đầy màu sắc này, các nghệ nhân đã đem đến những cánh diều độc đáo, từ diều truyền thống đến diều hiện đại. Nổi bật là các màn trình diễn của diều sáo, diều chọi, diều lượn. Với dịp định hình Bà Rịa Vũng Tàu là một sân chơi quen thuộc của các nghệ nhân chơi diều từ khắp nơi trên thế giới, người dân địa phương và du khách đến với Bà Rịa Vũng Tàu đã có dịp biết đến các loại diều mang đặc trưng riêng của từng quốc gia trên thế giới, cũng như từng vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam, được chiêm ngưỡng các kỹ thuật điều khiển của các nghệ nhân thuộc hàng đẳng cấp quốc tế. Một trong số đó không thể không nhắc đến là nghệ nhân Lâm Hoắc, một trong những nghệ nhân diều hàng đầu thế giới, người có thể điều khiển nhào lộn diều dờn đuổi quanh người, diều bay không cần gió hoặc trong không gian hẹp. Người từng sở hữu trên 50 giải thưởng quốc tế về diều, trong đó có giải quán quân thiết kế diều thể thao. Được tổ chức thử nghiệm từ năm 2009 đến nay, qua 5 lần tổ chức Festival Diều đã bước đầu thành công trong việc tạo nên một nhịp cầu văn hóa thể thao và du lịch quốc tế ngày càng bền chặt. Thông qua những cánh diều, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đồng thời muốn gửi đi một thông điệp, đó là mong muốn kết nối cùng bạn bè khắp nơi trên thế giới. Và thực tế, ở tầm thế giới, Liên hoan diều quốc tế Vũng Tàu đã nằm trong lịch trình tham dự của các đoàn diều quốc tế hàng năm. Nói chung là thả diều thì không có chỗ nào tốt hơn hay hơn, tùy là ví dụ có bãi rộng, gió tốt thì đứng ở nước nào cũng thế thôi. Có đi muốn đi nước nào mà gió mà không tốt hay là bãi không tốt thì nó cũng không hoàn thành như là ý muốn của mình. Lý do quay về đây là cái thứ nhất, cái quan trọng nhất là mình là người Việt Nam thì mình trở về quê hương mình. Cái thứ hai là các bạn bè cũ. Cái thứ ba là vì sao là mình có cái gì tài nghệ gì thì mình mang về đây để giúp đỡ bạn bè bên Việt Nam. Cảm nhận của tôi là liên hoan diều quốc tế do Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức càng về sau càng nhiều nghệ nhân và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho chúng tôi về một lễ hội hoành tráng, công tác tổ chức khoa học, vì vậy mà ngày càng thu hút được nhiều nghệ nhân diều trên thế giới. Ở góc độ địa phương mà nói, việc Festival Diều Quốc tế cứ mỗi năm đến hẹn lại lên đã cổ vũ cho bộ môn thể thao giải trí mang tính nghệ thuật dân gian này ngày càng phát triển trên địa bàn.
Hiện Bà Rịa Vũng Tàu đã có 5 câu lạc bộ diều, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Ngoài festival, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã tổ chức thành công liên hoan diều miền Đông Nam Bộ, quy tụ đầy đủ các đội diều thuộc các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Festival diều quốc tế cũng chính là cơ hội tốt để Bà Rịa Vũng Tàu quảng bá hình ảnh của mình đến giới du khách trong và ngoài nước, để khẳng định rằng du lịch Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ có thế mạnh là du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng, mà còn là một điểm đến lý tưởng để tổ chức các hoạt động thể thao giải trí. Ô cấp tham gia lần này là lần đầu tiên. Hy vọng là thứ nhất là mình giao lưu và học hỏi là chính. Giao lưu và học hỏi những cái đồng nghiệp thế giới và trong nước là chính. Hy vọng là sau cái festival lần thứ 5 này thì Ô cấp sẽ học hỏi được rất nhiều cái điều của các bạn bè trên thế giới và trong Việt Nam để sang lần sau mình có hoàn thiện hơn nữa. 8 mùa khai hội trôi qua đã đem đến cho Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và cho ngành du lịch tỉnh nói riêng nhiều cơ hội cũng như nhiều kinh nghiệm quý báu, để từ đó ngành du lịch có thêm nhiều cơ sở để hoạch định hướng đi mới trong tương lai. Cái việc mà đề ra chủ trương để làm rồi quá trình làm đến nay là tôi nghĩ đó là một cái yếu tố sáng tạo của Bà Rịa Vũng Tàu, và các doanh nghiệp là rất ủng hộ. Cái mức độ là doanh nghiệp ủng hộ là có và càng ngày càng tăng. Tuy nhiên vấn đề là phải nhiều hơn nữa thì theo tôi nghĩ mới đạt được cái yêu cầu đặt ra từ đầu. Tại vì khai hội du lịch, văn hóa du lịch cho tỉnh, tức là khai mở đầu tiên cho một cái năm du lịch, thì tất cả các doanh nghiệp du lịch phải ủng hộ. Và vấn đề là tại sao? Vấn đề là phải cải tiến dần dần cái hoạt động hội ngày càng phải đa dạng hơn. Tuy nhiên đa dạng thì đa dạng, nhưng mà phải hợp lý về mặt thời gian và thời điểm nữa. Mà theo tôi nghĩ là không nên cái dứt khoát là cái gì cũng phải tập trung thời gian Tết, nó rải trong năm và cái kế hoạch hẳn hoi. Lễ hội khác mình đã lập vạch ra rồi thì làm sao cho các huyện nó tham gia, và tôi cũng đề nghị là mình quan hiểu về cái xã hội hóa cho nó phù hợp. Xã hội hóa không phải là chỉ có doanh nghiệp làm, mà xã hội hóa là nhà nước cũng phải làm, mà nhà nước làm bao nhiêu, huyện thành phố là phải cũng phải thi đua với nhau chứ. Mỗi doanh nghiệp mới có cái đặc sắc riêng và phải dùng cái yếu tố địa phương thì nó mới tạo ra sự khác biệt. Và người ta đến đây để người ta xem cái sự khác biệt đó. Rồi trong quá trình quảng bá, ngoài cái chuyện thu hút khách đến, phải làm sao cho doanh nghiệp đó quảng bá luôn những cái sản phẩm độc đáo của từng doanh nghiệp. Thì như vậy thì tôi nghĩ cái sự tham gia của doanh nghiệp nó sẽ nhiều hơn nhiều. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, người dân địa phương và du khách gần xa sẽ lại được sống trong không khí nô nước của mùa xuân, mùa khai hội lần thứ 9, và ngành du lịch nói riêng cũng như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung cũng đang rộn ràng đón chào một năm mới với nhiều kỳ vọng và tâm thế mới. Tâm thế đưa du lịch Bà Rịa Vũng Tàu phát triển cho xứng tầm tiềm năng và cũng thông qua đó phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Chuyên mục du lịch Bà Rịa Vũng Tàu của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.